Mỗi ngày một bài học cảm ơn, câu chuyện biến mục tiêu của tổ chức thành mục tiêu của chính mình. Lưu Sương là nhân viên tập đoàn Lenovo, công việc của cô là nhặt những linh kiện bị đổ để đảm bảo dây chuyền sản xuất được thông suốt. Công việc này khá đơn điệu, ngày ngày cô phải dán mắt vào dây chuyền sản xuất. Nó vốn dĩ là một công việc hết sức khô khan. Nhưng sau khi cô ý thức được rằng doanh nghiệp đã tạo ra môi trường tốt cho cô và cô là một phần tử trong tập đoàn này, cô phải biết ơn tập đoàn mà mình là một thành viên trong đó. Thái độ của cô đã có những chuyển biến tích cực. Cô tâm sự, "Trước đây tôi thường kiêu hãnh nói rằng tôi làm việc ở tập đoàn Lenovo và tất nhiên, khi mọi người hỏi tôi rằng tôi phụ trách công việc gì, thì tôi thường lãng sang đề tài khác bởi vì tôi nghĩ rằng nếu nói cho mọi người biết tôi là nhân viên dọn dẹp dây chuyền thì rất xấu hổ bây giờ tình hình đã hoàn toàn khác rồi khi có người hỏi những câu tương tự tôi sẽ trả lời tôi là một phần tử trong đoàn thể công việc tôi phụ trách là đảm bảo cho dây chuyền thông suốt để người tiêu dùng có được sản phẩm tốt nhất với giá cả hợp lý nhất Người áp ủ lòng biết ơn sẽ không bao giờ chú tâm vào chuyện được mất nhỏ nhặt, mà hồ hởi, nhiệt quyết hòa mình vào công việc. Tự hào nói với chính mình, tôi là một phần tử của doanh nghiệp này, đồng thời tự nhắc nhở bản thân, ta nên đóng góp sức mình vào sự lớn mạnh của doanh nghiệp. Nhân viên biết hòa mình trong đoàn thể, gắn bó chặt chẽ với đoàn thể mới có thể cảm thấy hạnh phúc phấn khởi khi được phấn đấu cùng doanh nghiệp. Do đó, đối với một nhân viên mà nói, muốn có được thành công, muốn làm việc vui vẻ thì việc đầu tiên là kết hợp mục tiêu phấn đấu của mình với mục tiêu phấn đấu của cả doanh nghiệp để hai cái nhập làm một tạo nên hiệu quả tốt nhất. Lời tổng kết từ câu chuyện, một nhân viên khi cột chắc mình trên con thuyền lớn tập thể, đồng hành cùng tập thể mới có thể thực hiện tốt hơn nữa giá trị của bản thân